Xin chào mọi người, đây là hình ảnh của một cái đặc khu hiện tại đang ở Campuchia. Và hiện tại thằng em mình nó đang hiện tại đang bị bắt cóc và giam giữ, bắt buộc làm việc ở đây nhé. Và hôm nay mình nói cái clip này để chia sẻ mọi người về toàn cảnh cái vụ mình giải cứu và chuộc cái thằng của em mình ra, để cho chia sẻ cho mọi người, để mọi người hiểu và có thể tránh và có thể đừng vấp như thằng của em mình nữa nhé. Vì vừa mất tiền, vừa ảnh hưởng nhiều cái và vừa có thể mất cả mạng nữa. Nên là mình chia sẻ cái clip này thực sự là mình chỉ mình sẽ không có nhiều hình ảnh thực tế, nhưng mình sẽ chia sẻ những cái gì mình biết và những trải qua rồi. Những cái đau khổ và những cái đau xót, những cái mà buộc không có tiền mình cũng vẫn phải chạy tiền để chuộc ra. Nên là nay mình sẽ làm clip, mình sẽ chỉ nói thôi nhé, thực tế. Vì cái hình ảnh thì mình sẽ không quay lại được nhiều, vì trong cái khoảng thời gian đi công việc thì mình không thể quay được nhiều nhé. Và mình cũng bắt đầu luôn thực tế từ đầu, từ lúc khi thằng em mình bị lừa như nào nhé. Đầu tiên ấy, thằng em mình làm trong Sài Gòn, trong đầu bếp Sài Gòn, thì có cái thằng, có một hai đứa bạn, một đứa gái, một đứa trai, là dụ dỗ thằng em mình, tức là đi qua đấy nấu đầu bếp cho những cái thằng chủ Trung Quốc mà làm trong cái chỗ mà lừa đảo á. Đấy, là làm đầu bếp, nói là nấu đầu bếp cho những thằng ấy nhiều tiền lắm và sướng lắm. Mà thằng em mình thì đang làm đầu bếp mà cũng cái tâm lý thì cũng muốn kiếm nhiều tiền, nên là mới quyết định là nghe theo lời của nó. Mà khi nghe rồi nó dụ dỗ thì qua đến cửa khẩu rồi đóng dấu đàng hoàng, đi qua cửa khẩu Hoa Lư thì đóng dấu đàng hoàng, đóng dấu xong xuôi đàng hoàng thì qua đến cửa khẩu bên kia cũng đóng dấu bình thường, giống như mình đi du lịch bình thường thôi. Nhưng mà khi qua đấy thì nó sẽ điện bên này, cái người, cái môi giới nó sẽ điện là có người đón bên đó. Nhưng mà khi mình vừa bước có người đón, đóng dấu xong xuôi, có người, có xe ô tô đến đón, thì sẽ có hai người đón mình, có hai người đón là của em mình, và đón lên xe đấy là bình thường, giống như là người bình thường vậy. Nhưng mà khi lên xe rồi thì đóng cửa cái sập một phát thì thằng em mình phát hiện ra đó chính là bắt cóc. Là nó đóng cửa sập cái là coi như nó ép mình luôn, nó không cho mình xuống xe nữa và mình làm gì cũng được nữa. Nói chung lúc giờ là nó áp chế luôn, và chạy lên có khoảng được mấy trăm mét nữa thì hai thằng nữa nhảy lên áp chế thành bốn thằng, bốn người áp chế một người nhá, đó thấy không. Và khi đó thì thằng em mình có kể lại là nó dãy giụa và nó tìm cách thoát ra, và nó cũng có xô xát với những người đó. Nhưng mà cuối cùng là mình nghĩ sao, một mình thì không thể thắng lại bốn người được, và cuối cùng là bị nó hành hạ, nó gọi là nó đánh cho một trận tơi tả đến lúc ngất xỉu luôn. Xong rồi nó dí điện cho xỉu, cho bất tỉnh luôn. Xong rồi đến lúc là nó giống kiểu nó cho thêm uống thuốc mê nữa, là nó vứt sau cái thùng xe, cốp xe bán tải, nó vứt sau thùng chói chân, chói nó vứt sau thùng xe bán tải, là nó trở về tới cái khu đặc khu của nó, là đi phải có khoảng một ngày đường, đi có khoảng một ngày đường nhé, từ cửa khẩu Hoa Lư đi lên có khoảng ngày đường. Cái đặc khu của nó là nằm, mình xem trên bản đồ, là nằm sát phía biên giới của Thái Lan nhé, sát cái biên giới của Thái Lan luôn. Cái đặc khu của nó, mình thấy cái địa điểm là check trên bản đồ nằm sát cái khu đó nhé. Và thằng em mình ấy đi được khoảng 2 tuần ấy, thì cũng không dám liên lạc về với người nhà, không có, như người nhà không biết nhé, người nhà không biết nó đi đâu. Và cuối cùng nó chỉ liên lạc với thằng bạn nó. Xong đến lúc bây giờ 2 tuần rồi, đến lúc quá đã chịu không được, bị tra tấn dữ quá, qua đấy nó bắt đi lừa đảo, bắt ngồi trên máy tính rồi bắt lừa những người này người kia, nói chung lừa đảo mạng, rồi lừa những người thân của mình qua nữa, nó phải bắt buộc lừa cho được nhiều người qua nữa. Mà không lừa được là bắt đầu nó hành hạ, rồi nó dí điện, nó nhung đủ cứ trò. Nói chung qua đấy rồi thì con người mình là mình nhất mất nhân quyền nha mọi người, không còn một tí nhân quyền gì nữa, nó thích làm gì làm. Xong vì mình không làm được việc cho nó, cảm thấy mình không làm được việc cho nó, không lừa đảo được cho nó, không kiếm tiền cho nó, thì nó sẽ bán cho thằng khác. Đấy, nó có nhiều cái thằng chủ nữa, những cái thằng chủ đấy cũng đều là giống như thằng quản lý người, nó quản lý kiểu đó giống nhau hết, nó sẽ bán qua cho thằng chủ khác. Rồi những thằng chủ khác mà cảm thấy làm không được, hành hạ rồi làm không được việc cho nó cứ bán, nó vẫn bán tiếp, nó có thể bán tiếp đấy. Và nếu mà gặp mình, theo kể mình nghĩ kể theo người kể, thì gặp những trường hợp, nhiều trường hợp có thể nó bán qua nhiều tay rồi, có thể mình không còn cái sử dụng được nữa, thì đôi lúc nó sẽ dùng cái thủ đoạn, tức là nó có thể lấy một phần mua bán nội tạng, nó có thể lấy một phần của mình, ví dụ quả thận, quả đồ chẳng hạn, ví dụ đấy, mình ví dụ nhá, là vì nó lúc mà nó không lợi dụng được mình gì nữa thì nó có thể nó đến bước đó, có thể mình nghĩ nó đến bước đó đấy nhá. Nên là mình thấy là cái tình cảnh mà nghe nói ra về là rất là đau xót. Nói chung thằng em mình thì mình cũng nói rồi, khuyên răn rất nhiều rồi, đừng đi, đừng bao giờ đi và đừng bao giờ nghe, đừng bao giờ mà bước chân vào những cái con đường đó.
mà nó không nghe, cuối cùng nó vẫn cố tình, nó quyết định nó tự đi không báo với ai, không báo gia đình. Mình khi mình nghe cái tin này ra thì thực tế mình rất là buồn và rất là sốc và cũng rất là bực mình. Vì thực tế bây giờ trên mạng xã hội lan truyền tất cả rất là nhiều vụ, ngay bây giờ đây, gần đây cũng có rất là nhiều vụ. Vậy mà nó không nhìn nhận vào những cái đó để mà nó rút ra kinh nghiệm và nó suy nghĩ sâu xa hơn. Và cuối cùng vẫn để bị lừa và vẫn để bị dính vào trong cái đó. Nên là cuối cùng bây giờ mình nói đến cái chuyện mà bị rồi nha. Còn đến bây giờ sau khi 2 tuần sau á, là nó chịu không được nữa, nó nhắn về tin về bạn nó. Bây giờ nó nhờ bạn nó chạy 5.000 đô. 5.000 đô thì tính ra có khoảng 120-130 triệu rồi nha. Chạy 5.000 đô để chuộc. Đấy, cuối cùng cái thằng bạn nó biết là bây giờ đến cái mức độ này, tức là nó chịu không nổi nữa rồi, là phải cầu cứu, tức là phải tìm người chuộc về. Chứ còn ở đấy thì khả năng là sẽ không qua được. Đó, nên là thằng bạn nó mới quyết định báo với mình và báo với gia đình mình. Thì đến lúc ngày đó thì gia đình mình mới biết. Và khi gia mình biết thì thực tế gia đình mình cũng rất là khó khăn. Cha mẹ thì cha mất rồi, giờ mẹ cũng không có gì cả, mà giờ chỉ còn được 3-4 anh em. Thì 3-4 anh em mới hội ý với nhau là bây giờ thì thôi, bây giờ chuyện nó lỡ vậy rồi, nói chung nói ra thì rất là bực, nhưng mà cái chuyện nó lỡ ra như vậy rồi thì giờ cũng phải tìm cách mà cứu. Thế cuối cùng là 3-4 anh em thì gom lại mỗi người người 50, người 30 đó, thì mỗi người một ít, vậy thì gom đủ được 5.000 đô. Thì để chuẩn bị là có con em gái mình, nó cũng quen biết mà giao lưu được mấy cái, có cái người đó thì cái người đó cũng là có cái quen biết trong cái xã hội, nên là người ta có cái quen biết ở bên cái người bên đường Campuchia, nó cũng có quen biết được môi giới, được kiểu là có cái móc xích, nên là người ta sẽ nhận là người ta giúp đỡ và người ta sẽ dẫn đi chuộc về. Người ta sẽ qua đấy và nhờ người bên, có người bên đó người ta sẽ quen biết và người ta sẽ dẫn mình đi cùng con em gái mình đi và qua đấy và nói chuyện với họ và chuộc người về nhá, và cầm tiền đi chuộc người về. Thế là buổi sáng hôm sau thì con em mình sẽ cũng lên đường cùng với cái hai cái anh đó, cũng quen biết từ lâu rồi, thì giờ dẫn đi qua đó. Và qua bên đi Căm thì sẽ có một cái người phía bên Căm nữa cũng quen biết, tức là cái anh này quen biết người bên đó và sẽ đi tới cái khu đó và đề xuất với họ và tìm cách, nói chung là thỏa thuận với họ để chuộc cái người đó về đó. Nên là khi qua tới đó thì phải mất có khoảng đi qua đó phải mất ngày, và sau đó thì đến đó thì làm việc lòng vòng thì mất có khoảng nửa ngày nữa, và cuối cùng thì cũng thỏa thuận xong và người ta sẽ thả người ra, mình đưa tiền cho người ta và người ta sẽ thả người mình ra. Nhưng cuối cùng cái hộ chiếu của anh em mình với cái điện thoại là người ta giữ bên đấy, nó giữ, nó sẽ không cho nhé, nói cùng nó bắt thêm đưa thêm tiền nữa thì nó mới đòi, mới trả hai thứ đó cho. Nên cuối cùng là bên mình quyết định bỏ luôn, bỏ hộ chiếu và bỏ điện thoại, chỉ đưa người về nó ok rồi đó. Nên là cái câu chuyện này mình kể ra thì thực sự đây là mình cái chuyện thực sự của gia đình mình. Mình nghĩ là sẽ không đến cái lượt gia đình mình bị cái chuyện như này đâu nha mọi người. Mình nghĩ là bây giờ người ta nói quá trời rồi, người ta phổ biến nhiều người bị nhiều vụ, bị sống dở chết dở không về được quá trời rồi, mà mình không nghĩ người nhà mình, chính người nhà mình lại suy nghĩ sao mà để dính vào cái trường hợp như này nha mọi người. Đó, nên là mình cũng rất là buồn, nhưng bây giờ chuyện nó lỡ rồi thì mình cũng phải giải quyết thôi chứ biết sao giờ. Nếu không giải quyết thì chả nhẽ mình vì 100+ triệu mà mình lại bỏ một cái mạng của thằng em mình bên đó thì cũng không được. Nên là cuộc sống nên là rất là khó khăn rồi, nhưng mà bây giờ cuộc lòng mình vẫn phải như vậy, vẫn phải chạy đấy. Nên là mọi người nha, mình cũng chia sẻ để mọi người hiểu ra, và mọi người chia sẻ đến nhiều người nữa để cho mọi người cùng biết và cùng hiểu ra là cái câu chuyện thực tế nó như vậy. Đừng nghĩ là kiếm đồng tiền người ta dễ dàng, đừng nghĩ nghe dụ dỗ dễ dàng. Trừ khi mình muốn đi qua Cam hay đi qua Lào, hiện tại mình đang ở bên Lào đây, cũng làm việc bình thường không sao hết. Nhưng mình đi đúng đường, đúng chỗ không sao. Còn mình đi theo kiểu mà theo đường dây nó đưa mình đi, là đưa theo kiểu bắt cóc, là nó coi như là nó bắt cóc mình, là nó đưa vào cái đặc khu của nó, là coi như mình mất nhân quyền luôn nha mọi người. Đấy, còn như mình hiện tại mình đang làm ở Lào, còn người bên Campuchia đi làm rất là nhiều, nhưng mà người ta đi làm hoặc đi du lịch thì bình thường không sao cả. Nhưng mà đừng đi theo đường dây của họ, cái đường dây của họ nó đưa vào cái gọi là bắt cóc rồi.
nên là mình sẽ không thoát được đâu nhé. Đấy, còn vì mình đi làm hiện tại, như mình làm bên Lào thì công việc làm bình thường, mình vẫn làm đây, đất đai mình mua ở đây và buôn bán ở đây thì bình thường. Ở Lào thì rất là yên ổn, nhưng mà nó cũng, mình nghe ở Lào cũng có, vẫn cũng có một số đặc khu ở trên khu vực Tam Giác Vàng cũng bắt đầu có một số đặc khu rồi nhé. Nên là mọi người hãy cẩn trọng, làm gì đi đâu thì phải có cái nguồn tin tưởng rõ ràng, đừng nghe theo ai, đừng nghe theo ai nói lương nhiều lương cao làm sướng công việc này kia mà đi nhá. Còn mình nghĩ nếu mà những đứa người, những người con gái mà bị lừa trong đó, mình thấy mới là cực khổ, mới là cực khổ, mới là rất là cái khổ, vừa khổ tâm vừa khổ về bản thân. Vì con gái thì nó sẽ đủ tư chuyện, vì nó coi mình là cái gì đâu, nó coi mình đâu phải là con người đâu, thì nó thích làm gì nó làm đâu. Mọi người thấy không, khi đàn bà con gái mà bước qua tới đó rồi thì thôi, chứ mình nghĩ đến cái cảnh đó thôi là mình đã thấy là nó đau khổ rồi, nó rất là đau khổ nha mọi người. Nên là hãy chia sẻ và hãy tỉnh ngộ, đừng có mu muội nghĩ là sẽ kiếm được nhiều tiền ở nơi những nơi như vậy nhé. Đừng nghe những lời dụ dỗ của những người dụ dỗ, vì những người nói dụ mình đi thì những người đó một phần ý, người ta cũng đang bị lừa bên đó, một phần thì người ta làm theo đường dây để người ta kiếm lời, một lần dụ mình đi được bao nhiêu hoa hồng trong đó. Nên là mọi người hãy cẩn trọng nhé. Rồi clip mình tới đây cũng là xin kết thúc. Nói chung thằng em mình cũng về đến nhà được bình an rồi, tiền thì mất nhưng mà người thì cũng cứu được, thì thôi bây giờ của đi, coi như của đi thay người, thì mình sẽ làm ra từ từ để lấy lại, vì của thì sẽ làm được nhưng người thì không làm được đâu mọi người nhé. Thôi cố gắng, nếu ai, những ai mà vấp phải thì phải cố gắng và khôn khéo, những ai mà đã lọt vào đó thì phải khôn khéo, từ từ khôn khéo, chứ đừng manh động nhé. Nếu mà manh động thì mình sẽ bị thiệt, nên là đừng manh động, phải tìm cách khôn khéo và tìm cách để lọt ra, hoặc là tìm cách để chuộc ra nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nhớ like và cảm thấy hay hữu ích thì nhớ chia sẻ để cho mọi người cùng nghe, cùng hiểu và cùng đọc, để tránh xa những cái mà cạm bẫy đó nhé. Mình nghĩ đó là một cái cạm bẫy quá ác. Hiện tại đến thời bây giờ, sống bây giờ mà nó còn có một cái thế hội, cái kiểu mà sống kiểu đó nữa, thì mình thấy là nó rất là ác, nó không có nhân quyền nữa. Đấy, rồi xin chào mọi người nhé.